Mã Lai biểu tình phản đối thái độ kỳ thị của Miến Điện đối với người Rohingya, tin từ Kuala Lumpur, Mã Lai. Các thành viên của Tổ chức Nhân quyền Mã Lai, Perth vào ngày thứ Sáu 22 tháng 5 đã biểu tình trước Tòa Đại sứ Miến Điện để đòi công lý cho người Hồi giáo Rohingya. Khoảng 50 thành viên của tổ chức phi chính phủ tập hợp bên ngoài tòa đại sứ Miến Điện để phản đối sự cư xử đối với hàng ngàn người Hồi giáo dân tộc Rohingya đang lên đền ngoài khơi vùng biển Đông Nam Á vì tàu vượt biên của họ bị tổ chức buôn người bỏ rơi. Hiện có khoảng 1 triệu người Rohingya của Miến Điện sống vô tổ quốc và bị kỳ thị chủng tộc tại tiểu bang Rakhine ở phía tây Miến Điện. Khoảng 140.000 người đã rời bỏ quê nhà vì các cuộc đụng độ chết người với các tín đồ là Phật giáo tại Rakhine hồi năm 2012. Người dân tộc Rohingya từ lâu đã than phiền về thái độ kỳ thị và chính quyền địa phương từ chối cấp quyền công dân cho họ. Miến Điện đã phủ nhận việc kỳ thị đối với người Rohingya. Chủ tịch Perkasa yêu cầu Hiệp hội Đông Nam Á trục xuất miếng điện nếu chính phủ này tiếp tục bỏ qua cuộc khủng hoảng của người Rohingya. Ngày hôm nay, Hải quân Miến Điện tìm thấy hai chiếc tàu, trong đó có một chiếc chở hơn 200 người Bangladesh và một chiếc còn trống đến từ Rangnon ở miền nam Thái Lan. Chính quyền tiểu bang Rakhine cho biết là tổ chức buôn người định chất đầy người trên các thuyền, mỗi chiếc là 300 người tị nạn và đưa họ đến Thái Lan tháng này hàng trăm người tị nạn trong đó có người Rohingya từ Miến Điện và Bangladesh chạy trốn khỏi quê nhà bằng tàu đã bị Thái Lan, Mã Lai và Indonesia đẩy ra trở lại vùng biển.